chuyện về những người sau một đêm bỗng trở thành tỷ phú. Đảo Phú Quốc nằm ở phía tây nam nước ta, xung quanh được bao bọc bởi biển cả. Trước đây do các phương tiện di chuyển chưa được phổ biến nên chưa nhiều người biết đến đảo. Bà con nơi đây ngày trước sinh sống bằng hai nghề chính là đi biển và trồng tiêu. Nhưng cho đến giai đoạn năm 2015 đến năm 2017, có một cơn sốt đất khiến cho những ngư dân và nông dân tại đây bỗng dưng trở thành tỷ phú. Cùng với đó là diện tích đất nông nghiệp trên đảo Phú Quốc bị teo tóp dần trước sự tăng giá nóng của thị trường đất đai. Giá đất trồng tiêu trước năm 2015 chỉ tính bằng chục triệu đến 100-200 triệu. Nhưng đến giai đoạn năm 2015 đã tính đến tiền trăm triệu, thậm chí tiền tỷ rồi. Và cho đến năm 2017 đã đạt ngưỡng tiền chục đến trăm tỷ một công. Người dân Phú Quốc vẫn truyền tai truyền miệng nhau về trường hợp một người phụ nữ tật nguyền. Bố mẹ chia cho mảnh đất nghe đâu rộng khoảng 100 mét mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, trung tâm thị trấn Dương Đông, mục đích là để trồng tiêu, tìm kế sinh nhai. Đất Trần Hưng Đạo khi đấy chỉ có vài trăm triệu một công, thậm chí còn khó bán vì ít người mua. Cho đến giai đoạn sốt đất năm 2015, đất Trần Hưng Đạo có giá 50 tỷ một công mặt tiền, và thời điểm 2017 lên đến 200 tỷ một công, người phụ nữ này bỗng nhiên trở thành đại gia. Đặc biệt vào năm 2015, người phụ nữ này bán cà phê nên cũng chưa muốn bán đất và cũng do đất đang trong tình trạng tranh chấp. Chẳng là do giá đất tăng cao quá nên những người chị em trong gia đình quay sang đòi chia phần đất đó, nên đất đang trong tình trạng tranh chấp. Nhờ vậy mà mảnh đất được giữ đến năm 2017, nhưng hàng tháng bà ấy cũng kiếm được rất nhiều tiền do chia nhỏ mặt bằng ra cho thuê. Mặt tiền đường Trần Hưng Đạo được xem là khô đất vàng, theo cả nghĩa đen và bóng. Ước tính người phụ nữ này có thể nắm trong tay cả trăm cả nghìn tỷ. Đất nông nghiệp thời điểm đó đang sốt giá, khiến không ít nông dân chỉ chăm chăm bán đất kiếm tiền mà không mấy mặn mà đầu tư làm nông. Đất vườn tiêu hiện đã được đẩy giá lên tới 4-5 tỷ đồng một công. Chỉ cần một cái gật đầu bán đất, một anh nông dân chân lấm tay bùn bỗng trở thành tỷ phú, dư sức mua sắm xe hơi, cất nhà lầu. Trong khi những người tìm đến đây mua đất càng ngày càng nhiều và đa dạng các tầng lớp cả dân kinh doanh bất động sản và người làm du lịch, nên Phú Quốc càng ngày càng phát triển. Lại nói về câu chuyện của người dân ở Bãi Khem. Trước đây, nhà nước khuyến khích bộ đội và cả dân địa phương đến Bãi Khem cắm cọc dựng lều để giữ biển, nhưng ít người ra, bởi vì họ thích sống ở khu vực thị trấn An Thới hơn do đông đúc, tiện buôn bán, sinh hoạt hơn. Rồi bất ngờ ở khu vực Bãi Khem được quy hoạch để xây dựng tổ hợp resort 5 sao, trong đó có W Marriott là resort cao cấp nổi tiếng thế giới. Mỗi công đất được đều bù hơn 3 tỷ đồng trở lên tùy thuộc tình trạng đất và nguồn gốc sử dụng đất. Có người có cả chục công, nhiều thì 2-3 chục công. Vậy là từ người nông dân trồng tiêu đánh bắt cá đơn thuần, họ có cả trăm tỷ trong tay. Cá biệt có trường hợp người dân vừa mới ra cắm cột dựng lều năm ngoái do không có nhà ở thì năm sau nhận được quy hoạch đền bù 3 tỷ. Không biết bao nhiêu chú bộ đội và người dân tiếc hủi hội vì lỡ mất cơ hội ngàn năm có một. Thêm câu chuyện của một anh cò đất nọ cho biết đã thực hiện thành công một thương vụ lớn. Chuyện là người này có nhận 4.000 mét vuông đất nằm cạnh dự án nghỉ dưỡng The Shell Phú Quốc của một Việt kiều đang sinh sống tại Anh. Mảnh đất này được mua từ năm 2009 chỉ có 400 triệu đồng, nhưng đã được bán lại cho một công ty du lịch với giá lên đến 14 tỷ đồng. Có thời điểm khi Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc đấu giá một lô đất công 3.000 mét vuông, cả hội đồng đấu giá bật ngửa khi giá tăng chóng mặt. Thời điểm năm 2013, lô đất này đưa ra giá sàn 11 triệu đồng cho 1 mét vuông nhưng không có ai mua. Đến khi đưa ra đấu giá lần 2, khách hàng giành nhau mua, giá đội lên 31-32 triệu đồng cho 1 mét vuông. Hơn 30 lô đất, mỗi lô 110 mét vuông bán được với giá trên 2,9 tỷ đồng trên lô. Cò đất ở Phú Quốc có nhiều đường làm ăn nhờ môi giới đất đai và bán chênh lệch giá đất. Họ mua một lô đất nền, sau khi ký xong hợp đồng chỉ 10-15 phút, trao tay cho người khác, kiếm tiền môi giới 100-200 triệu đồng, hoặc bán chênh lệch giá so với người mua. Người bán A cần bán một lô đất 5 tỷ, cò B tìm được người mua C, trao giá bán 7 tỷ, người mua C ok, cọc cho cò B cọc đất cho người bán A xem như là người đứng ra mua lô đất đó với giá 5 tỷ, sau bán lại cho người mua C với giá 7 tỷ. Một thương vụ nhanh gọn lẹ kiếm lời ngay 2 tỷ, nhiều cò đất cho biết 4 năm trước giới đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vào nhiều, có người mua gần 30 hectare ở Bãi Trường và An Thới, sau đó bán một lô 8 hectare, rồi còn lô hơn 20 hectare tại An Thới, giá đã vọt lên gấp 4-5 lần rồi. Nhiều người đến Phú Quốc lúc đó mang theo cả bao tiền mặt hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng mua đất như mua rau. Một cò đất còn cho biết 3 tháng có thể kiếm 9 tỷ đồng, nhưng người này vội xua tay bảo, thế đã là gì, có người còn kiếm được 50 tỷ.
một con số vượt hàng trăm hàng nghìn lần thu nhập trước đây của họ. Phú Quốc vào giai đoạn 2015-05-2017 cứ 10 người đến Phú Quốc thì có đến hơn phân nửa là đi xem đất. Sáng sớm nào quanh các quán cà phê đều tập trung rất đông cò đất. Trên đường Nguyễn Trung Trực, ở đó lúc nào cũng tập trung rất nhiều cò đất. Hầu như ngày nào cũng có vài ba người chốt được đất, sang tay thành công. Giá đất Phú Quốc lúc này tăng mạnh lắm. Muốn mua bán thì phải có sẵn tiền tỷ trong tay, tiền trao cháo múc, chứ chần chừ là người khác mua mất ngay. Không ít người mua hôm trước, hôm sau sang tay là đã có lời cả tỷ rồi. Thời điểm đó là cơ hội kiếm ăn cho những người cò đất, đâu đâu cũng là cò, nhiều tới nổi ông xe ôm cũng có thể làm cò. Câu chuyện ở Phú Quốc cũng chỉ xoay quanh giá đất, ủy quyền, sang nhượng, chả còn mấy khi nghe tới chuyện du lịch, trồng tiêu, đi biển. Bây giờ cơn sốt qua đi, cò đất cũng rút về đất liền hoặc chuyển về nghề cũ, đời sống quay về như quỹ đạo ban đầu, người thì vẫn bám biển, người thì vẫn làm nông, làm thuê cho các khu du lịch, người thì chuyên tâm làm dịch vụ du lịch, nhưng đời người làm cò gặp được vài cơn sốt đất vậy cũng sướng nhỉ.